Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021. Trong đó quy định số lượng thành viên hội đồng phải bảo đảm theo quy định, ưu tiên mời các cá nhân tại địa phương có chuyên môn cao, các tác giả đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật thuộc chuyên ngành hoặc các nhà nghiên cứu, chuyên gia chuyên ngành tham gia ủy viên hội đồng. Hội đồng cấp cơ sở phải đăng công khai các hồ sơ đề nghị xét tặng và phải thông báo công khai kết quả xét tặng. Thời gian hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước chậm nhất là ngày 16 tháng 10 năm 2020.